Vâng, lời nói đầu tiên xin cho em gửi đến tất cả ban giám khảo. Thật quá ha, thật chân luôn. Bây giờ em bóc câu hỏi đi. Cầm micro giùm em. Đọc to và rõ lên. Đọc em luôn. Dạ, cái này chữ nhòe rồi, em đổi câu hỏi khác. Alo, alo. Mình để vậy là không có nết. Đó, như vậy là mọi người nghĩ là có nết, còn anh thấy là một nét nết dài trên. Dạ, mày cắm cái micro vô phòng em luôn đi. Đó, vậy là mới là cái nết của Lê Dương Bảo Lâm đó. Tự cầm luôn, tự đó. Cầm giấy, tự cầm micro luôn. Đây, chị đọc câu hỏi. Chị đọc câu hỏi giùm cho em đi. Nếu như trong một bàn ăn có bà ngoại, bà nội và mẹ của mình mà chỉ có một cái đùi gà, em sẽ trao cho ai? Vâng, một câu hỏi khá hay. Nếu như một bàn ăn có em, bà nội, bà ngoại và mẹ em thì cục thịt gà đó em nghĩ là em sẽ dành cho bản thân em. Sao vậy? Tại vì bà ngoại em và bà nội em đều không còn răng nữa, mẹ em thì đang niền răng, chính vậy không ăn được thịt. Và em sẽ giành lấy cái cục đùi gà đó và em sẽ kêu ba chén súp cua riêng cho nội, ngoại và mẹ em. Em xin hết à? Đúng. Cái đó là sai rồi. Phải trả lời như vậy nè. Dạ thưa ban giám khảo cùng toàn bộ quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào trân trọng nhất. Trong trường hợp nếu như ở nhà có cả bà nội, bà ngoại, bà cố, bà tổ, cả dòng họ nhà em ở đó nhưng chỉ có một chiếc đùi gà, em thiết nghĩ mình đang mang trên đầu chiếc vương miện. Chính vì như vậy ngoài kia còn nhiều người nghèo đói hơn. Và em xin dành phần hạnh phúc này cho những người còn đang mong chờ. Lại cho nhiều người hơn á. Cho nhiều người hơn. Và điều này em nghĩ rằng gia đình em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi vì miếng ăn không còn là miếng ăn đích thực mà nó sẽ thành một miếng ăn tâm hồn. Em xin hết ạ. Đón xem tại 8 Tếu 19 giờ Chủ nhật trên HTV7, 19 giờ 30 Chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.